Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao cuối đời Tổng Trọng khó thoát khỏi sự truy sát của đồng đảng. Sai một ly là đi một dặm là điều hết sức phải thận trọng đối với những người nổi tiếng, đặc biệt là với chính khách hay người đứng đầu một quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đang ở trong tình huống sơ suất như vậy. Đó là câu chuyện liên quan đến một clip của hãng thông tấn AFP được kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do đăng tải. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào khi đọc diễn văn trong lễ chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội. Clip phát biểu của ông Trọng bị lược bất chữ "Tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ". Âm thanh và hình ảnh trong clip cho người xem thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào trong một tâm trạng xúc động tới mức gần như bật khóc khi ông nói rằng đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Một điều đáng quan tâm đó là những thông tin và hình ảnh đó, theo EFA tiết lộ, đã không được truyền thông nhà nước Việt Nam cập nhật và đưa tin trong các bản tin liên quan đến chuyến thăm Việt Nam vừa qua của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay lập tức, clip vừa kể trên được loan truyền trên mạng xã hội với một tốc độ chóng mặt, kèm theo luận điệu của thế lực thù địch. Khi đặt nghi vấn, Tổng Trọng nghẹn ngào định khóc trước mặt Tập Cận Bình với ý đồ gì? Đã có hàng loạt các ý kiến bình luận xoay quanh câu chuyện kể trên. Có ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cao tuổi, sức đã yếu, đã nửa nhiệm kỳ của Đại hội 13, vẫn chưa hoàn tất được kế hoạch nhân sự chủ chốt cho Đại hội 14. Tổng Trọng vì trách nhiệm cũng như vì sự lo lắng, tận tụy với công việc của Đảng và nhân dân giao phó nên bật khóc là chuyện bình thường. Có ý kiến vặn lại như học giả Trương Nhân Tuấn đã từng đặt vấn đề trước đó như sau: vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong Đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền trong ban lãnh đạo của Đảng. Tại sao ông Trọng lại bộc bạch trước một quốc khách là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình như lời tâm sự giữa hai đồng chí anh em cực kỳ tin cậy? Dư luận thấy rằng câu hỏi vừa kể trên là câu hỏi khó, nhưng để có câu trả lời chính xác và thỏa đáng có lẽ còn khó hơn. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Theo giới quan sát, trong lúc này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang gặp những thách thức rất lớn cả về vấn đề tham nhũng và về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam hết sức chỉ trệ, bi đát. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13 trong phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên chính thức thông báo ông sẽ nghỉ hết nhiệm kỳ Đại hội 13 với lý do tuổi đã quá cao, 82, và đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tiếp tại các khóa 11, 12, 13. Chí Thạo Thiên khẳng định Tổng Trọng hoàn toàn hay không bao giờ muốn nghỉ. Lý do trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 10 năm qua, ông Trọng đã gây quá nhiều thù cũng như chuốc quá lắm ân oán. Hơn bao giờ hết trong lúc này, ông Trọng đã và đang nghĩ tới điều chắc chắn sẽ xảy ra và chờ đợi ông Tổng Bí thư trong thời gian tới. Đó là quy luật cá ăn kiến, rồi có ngày kiến ăn cá. Thậm chí thế lực kình địch trong Đảng không ngần ngại cho rằng ông Trọng đã và đang cố gắng giữ quan hệ thật tốt với Bắc Kinh, ôm hy vọng rằng nếu nội bộ Đảng Cộng sản có sự thay đổi lớn thì Tổng Trọng phải tính đến bước đường cùng, theo chân ông Hoàng Văn Hoan để mà sống những ngày cuối đời tại Bắc Kinh. Đó là lý do vì sao, theo giới quan sát, Tổng Trọng muốn xây dựng một ekip trong Bộ Chính trị tối thiểu trên 2/3 hoặc đạt 100% của Đại hội 14 tới đây mà ông vẫn có thể khuynh loát và điều khiển được sau khi nghỉ hưu. Phải như thế Tổng Trọng mới ăn ngon ngủ yên trong những ngày cuối đời của mình. Trở lại câu hỏi vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị đứng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam lại xúc động đến mức sắp bật khóc trước mặt Chủ tịch Tập Cận Bình đang ở trong vai trò quốc khách của Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, một đối thủ chính trị nguy hiểm của ông Trọng, có ý kiến cho rằng ông Trọng muốn ông Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Kinh giúp lật ngược thế cờ để ông Trọng ở lại tiếp tục nắm chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ tư vào đầu năm 2026 tới đây. Nhưng có lẽ đây cũng chỉ là ước muốn của cá nhân ông mà thôi. Quan trọng là sau khi nghỉ hưu, chưa chắc ông Trọng đã được yên, thậm chí có thể chết còn không toàn thây. Cứ nhìn vào Tổng Bí thư Trọng đối xử với cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hay đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì thấy rất rõ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sống chết ra sao vào những ngày cuối đời khi mà không còn quyền lực. Hy vọng Trung Quốc và Tập Cận Bình cứu mạng thì quả là suy nghĩ của một kẻ bán nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay với bản tin Vì sao cuối đời Tổng Trọng khó thoát sự truy sát của đồng đảng. Tổng Trọng nghẹn ngào định khóc trước mặt Tập Cận Bình với ý đồ bẩn thỉu gì?
Mấy ngày gần đây trên mạng xã hội tại Trung Quốc chia sẻ một clip video dài 1 phút 28 giây trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do với tiêu đề "Phát biểu của ông Trọng bị lược mất, tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Phần đầu của clip này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trước ông Tập Cận Bình. Ông Trọng đã nghẹn ngào, xúc động, gần như bật khóc khi nói rằng "Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì đã già rồi, rất muốn gửi gắm, trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Một điều đáng quan tâm đó là những thông tin và hình ảnh đó được truyền thông nhà nước Việt Nam cập nhật và đưa tin trong các bản tin liên quan đến chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Video clip phát biểu của ông Trọng bị lược cắt mất. Dòng chữ "Tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Học giả giả Trương Nhân Tuấn từ Paris trên trang Facebook cá nhân trong một status với tiêu đề "Vì sao Tổng Bí thư lại xúc động lúc đọc diễn văn trước Tập Cận Bình" đã đưa ra các ý kiến bình luận đáng chú ý. Ông Tuấn cho rằng coi video clip trên đài tiếng nói FA thấy Tổng Bí thư Trọng có vẻ xúc động mạnh khi đọc diễn văn trước ông Tập Cận Bình. Với giọng gần như muốn khóc, ông nói: "Tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ." Ông Trương Nhân Tuấn nhận xét: "Thật là ngạc nhiên, vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền. Ông Trọng thì lại bộc lộ trước một quốc khách là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, như lời tâm sự giữa hai đồng chí anh em cực kỳ tin cậy." Học giả Trương Nhân Tuấn đặt một câu hỏi rất đáng quan tâm: vì sao ông Trọng lại xúc động muốn khóc khi nói về việc chuyển giao quyền lực cho thế hệ trẻ? Đánh giá về kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, một kỳ hội nghị trung ương với nội dung rất quan trọng, đó là bàn về công tác nhân sự cho đại hội khóa 14, dự kiến sẽ khai mạc vào đầu năm 2026, theo giới quan sát. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên trải qua một kỳ họp trung ương giữa kỳ không xuôi trèo, mát mái. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Cụ thể, các vấn đề nhân sự quan trọng nhất được ông Trọng đưa ra tại hội nghị này đó là: thứ nhất là bổ sung hai ghế Ủy viên Bộ Chính trị bị trống của Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh bất thành. Ý định đưa Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị cũng thất bại. Thứ hai là kế hoạch đẩy Bộ trưởng Tô Lâm khỏi Bộ Công an để đàn em thân tín là Phan Đình Trạc chám chỗ cũng không xong. Thứ ba là kế hoạch tiêu diệt Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thất bại, chỉ chạm được có Nguyễn Văn Đọc, tay chân thân tín của Thủ tướng Chính thời kỳ ở Quảng Ninh. Một vấn đề nhân sự duy nhất ông Trọng thành công đó là việc hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung trưởng ban đối ngoại Lê Hoài Trung vào ban bí thư Trung ương Đảng. Những điều vừa liệt kê cho thấy trong vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại thời điểm hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra hết quyền uy. Nghĩa là đến lúc này không phải ông Trọng muốn mà được. Đó là lý do tại sao kế hoạch nhân sự chủ chốt của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cho Đại hội Đảng khóa 14 đã phải bỏ dở để bàn tiếp sang các hội nghị Trung ương sau. Qua hội nghị Trung ương 8 cho thấy uy tín của Tổng Bí thư đã giảm sút nghiêm trọng chưa từng thấy, là điều có thật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với đánh giá của công luận cũng như giới quan sát chính trị trong và ngoài nước. Trước hội nghị Trung ương 8, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng từ việc chọn nhân sự tùy hứng, phe nhóm chạy trọt, không khoa học và công tâm, dẫn đến hệ khủng hoảng với nhân sự, Đảng lựa chọn đội ngũ của Đảng quá xuất sắc, để rồi nay dân nhìn thấy rõ bộ mặt nhân sự ưu tú của chủ chốt từ các địa phương đến cung đình, đều là một lũ tham quan vô độ, ăn cướp trắng trợn, gây tội ác trời không dung đất không tha qua các đại hán như Việt Á, chuyến bay giải cứu IC, vân vân. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay. Trở lại vấn đề vì sao ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam lại xúc động đến mức sắp bật khóc trước Tập Cận Bình trong vai trò quốc khách của Việt Nam. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình ở Trung Nam Hải, ông Trọng đã đả bại được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, buộc ông Dũng phải gạt nước mắt về vườn, làm người tử tế. Từ đó, Nguyễn Phú Trọng trở thành người độc quyền, khuynh loát, làm mưa làm gió toàn bộ chính trường tại Việt Nam. Cũng hy vọng rằng những giọt nước mắt cá sấu ấy cho chúng ta thấy một tham vọng mới của ông Trọng. Một lần nữa, dùng nước mắt để hy vọng ban lãnh đạo Bắc Kinh động lòng, ra tay giúp lật ngược thế cờ. Nếu Nguyễn Phú Trọng quay tiếp tục ôm ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ tư vào đầu năm 2026 tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin
Tổng Trọng nghẹn ngào định khóc trước mặt Tập Cảnh Bình với ý đồ bẩn thỉu gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.